Và như vậy là tiếng còi của trọng tài Nguyễn Thị Thùy Hương đã vang lên. Và xin mời khán giả chúng ta sẽ đến với những diễn biến của hiệp đấu thứ nhất, nơi mà các cô gái của đội bóng nữ U19 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những người giao bóng trước, là hay là Thành phố Hồ Chí Minh mới là đội bóng mang tới 3 điểm trọn vẹn. Rất hay, không vào. Chưa phải là sút ngay, bây giờ mới là cơ hội. Quả đá này thì là tương đối non, dứt điểm chưa đủ lực và bóng lại đi đúng vị trí mà Kim Cương. Nguyễn Thị Tâm chân phải rất nguy hiểm, bóng ăn vào má khuôn. Chưa có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng U19 Thành phố Hồ Chí Minh. Chạy rất nhiều ở trên mặt trận tấn công của đội bóng Sơn La. Chúng ta vừa xem lại một quả dứt điểm cũng rất nguy hiểm. Một pha bóng rẽ vào trong và dứt điểm đầy sự tự tin. Tiền đạo có thể nói là khá toàn diện. Sút ngay, đó là sát vào đường, quá nguy hiểm. Tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất trong hiệp thi đấu thứ hai bên phía đội bóng nữ U19 Sơn La. Một pha dứt điểm từ cự ly là rất xa. Kim Công đeo ký chung và xử lý là hơi lỗi. Chúng ta vừa xem lại một quả sút trái phá, bóng đi cầu rồi đúng xa ngang khung thành của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh. Và dứt điểm vừa rồi là thực sự chất lượng. Cú đá có lẽ đến từ vị trí của cầu thủ mất bóng nguy hiểm. Đây là cơ hội dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Kim Công đối mặt thủ môn rồi, không vào, quá đáng tiếc dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Sút xa, Thành phố Hồ Chí Minh lại chưa thể dứt điểm thành công khi đã có một tình huống băng ra và áp sát rất nhanh của thủ môn bên phía Sơn La. Đó có lẽ là cơ hội đáng kể nhất và ngoan nạn nhất của đội bóng áo vàng trong hiệp thi đấu thứ hai này. Chúng ta cũng phải dành cho thủ môn bên phía Sơn La những lời khen với tình huống băng ra. Và đây là cơ hội dành cho Sơn La, đối mặt thủ môn rồi, sút bóng, rất tiếc là cú đá lại đi ra ngoài. Tình huống tấn công rất chủ động đến từ đội bóng Sơn La và ngừng khép lại quả đá vừa rồi. Còn lại là vị trí của Hồ Hải Vân, người đã cơ hội tốt nhất trong hiệp đấu thứ nhất. Quả đá khá thiếu chi. Rất nguy hiểm. Tình huống mà thủ môn bên phía đội bóng Sơn La đã phá bóng trúng vào người của tiền đạo bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Lượt về này chúng ta cũng đã chứng kiến một sai lầm của thủ môn, đó là trận đấu giữa đội bóng Phong Phút. Mất bóng nguy hiểm. Bây giờ là cơ hội dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, đối mặt rồi, sút bóng, bóng đi ra ngoài. Rất đáng tiếc dành cho Thành phố Hồ Chí Minh với pha băng lên và dứt điểm vừa rồi. Tình huống chạm bóng là của Nguyễn Thị Trâm. Một tình huống hiếm hoi mà các cầu thủ áo vàng chúng ta có thể tiếp cận ở cự ly gần với khung thành của đối phương. Tuy nhiên vẫn là những tình huống mà các tiền đạo bên phía của nữ U19 Sơn La sẽ là trận đấu vào lúc 15:30 ngày 11 tháng 10.